Xin chào tất cả các bạn, hiện tại bây giờ đã là 10 giờ 30 phút và rất là hiếm khi mà khuya như thế này mình quay một cái clip. Thực sự là cũng mắc công việc cho nên là mình tranh thủ ban đêm để chia phần và sẵn sàng đóng gói để gửi cho anh em. Đi vào vấn đề chính ngày hôm nay thì như hôm trước mình có giới thiệu cách đây vài hôm thì mình có nói là dự kiến là có 30 suất chúc mừng. Đó. Giới thiệu các bạn đây là Trúc Mân của cái vùng Tumorong Kon Tum nha, một trong những cái vùng khí hậu ẩm. Đó. Thì nó sản sinh ra cái loại Trúc Mân này là rất được yêu thích và tương đối là hiếm có khó tìm. Trúc Mân Tumorong á, thì cái củ của nó như thế này các bạn. Đây. Các bạn nhìn nó giống như bó rơm đúng không? Nhưng mà đến khi mà các bạn ngắm hoa của nó rồi thì các bạn sẽ bất ngờ. Đây đây là đặc trưng của cái củ trúc mân con tum này, nó không có cái hình dáng kiểu đúc trúc đâu nha các bạn. Đó, mà nó thoi thoi hai đầu. Đó. Các bạn xem này, và cái mùa này thì trúc mân nó đã chuẩn bị xuống lá rồi các bạn nha. Đó. Có những cái bụi thì cái củ của nó rất là to, nhìn rất là mốc đây các bạn. Và đối với những cái loại này thì nó cũng không cần nhiều không khí, cho nên hiện tại là các cái thùng mình cũng không đục thùng. Tất nhiên mình gói lan cho các bạn thì mình đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi, loại nào nên đục thùng và loại nào không nên đục thùng. Hôm trước mình có nói giới thiệu là có khoảng 30 suất, thì đúng hôm nay mình về mình phân chia ra đều tăm tắp luôn thì được có khoảng là 30 hộp thôi các bạn, 30 hộp. Nhưng mà hôm bữa giờ là nhận đơn đặt hàng của anh em cũng khoảng 20 hộp rồi đó, cho nên là chỉ còn dư khoảng 10 hộp thôi. Thì anh em nào mà chúng ta nhanh chân á, thì mình sẽ gửi cho người đấy. Và các bạn lưu ý nha, 300 ngàn một suất, 300 ngàn là một hộp giấy này đó. Và các bạn lưu ý nha, nếu mà các bạn thấy nó khá là đắt tiền á, không phù hợp với mình thì các bạn có thể không cần mua đó. Và sau cái lô này thì cũng không chắc chắn là khi nào mới có lại. Đó. Tại vì người ta chỉ gặp đúng một cái trúng một cái vùng vừa rồi là có trúc mân mà mình mới hái được một lần số lượng như thế này thôi. Còn lại thì có những cái thời gian trước là chờ có khi nửa năm. Đó. Hơn nửa năm cũng không có lấy một con trúc mân luôn. Và trong số 34.000 người đăng ký theo dõi cái YouTube của mình á, thì hiện tại là trong đây là có 20 phần, 20 phần là đã có chủ rồi. Thì chỉ còn khoảng 10 phần thôi. Đó. Mình sẽ ưu tiên cho 10 bạn cuối cùng. Và mình tranh thủ quay clip này rất là ngắn gọn thôi. Đó. Và cũng up ngay trong đêm khuya này luôn. Các bạn lưu ý là mình sẽ nhận đơn hàng qua tin nhắn nha. Tin nhắn là theo cấu trúc là họ tên này, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại. Các bạn nhắn như thế qua cái số điện thoại mình để trên tiêu đề á, và mình sẽ ok để gửi hàng. Đó. Các bạn lưu ý nha, không có nhiều. Không có nhiều. Và mỗi một phần như này thì các bạn sẽ đủ một giò. Và có một cái điều á, là tôi không biết là các bạn có khả năng để thuần được hay không, nhưng mà hiện tại á, thì cũng rất là nhiều người đã thuần được trúc mân rồi đó. Nhưng mà có một điều chắc chắn á, là cái thang này nó hiện tại nó đang cái giai đoạn rất là ok, tức là trong khoảng thời gian một vài tháng nữa là nó sẽ ra bông đó, nó ra hoa đó, tất cả các loại này các bạn trong một thời gian ngắn nữa là nó sẽ ra hoa cho các bạn thưởng thức. Còn cái việc các bạn thuần sang năm có được hay không á, là do khả năng của các bạn. Còn hiện tại của mình á, thì trong cái mình đang có thuần được một giò và hiện tại nó vẫn đang sống rất là ok. Đây, cho mọi người xem nhé. Đây mình trồng từ thời điểm là đây các bạn, đây vẫn đang rất là xanh tươi này. Đó. Và cũng đang chuẩn bị hoa nữa các bạn. Rồi, mình kết thúc clip ở tại đây nha, để chuẩn bị mình gói hàng cho các bạn. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha.